Mẹ tên là Tuyết, mẹ thì tên dưới 77 tuổi thôi. Công việc hiện tại là làm hương, bán hàng lưu niệm ở làng Hương Từ Đức. Nếu nói về làm hương là mẹ làm năm 9 tuổi nè. Mẹ cũng có một thời đi học, rồi buôn bán. Rồi cuối cùng mẹ quay trở lại làng Hương khi Huế được công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1992. Mẹ cũng có gia đình riêng, cũng có con, có cháu. Nhưng mà con mẹ thì giờ đây cũng đã thành dị đoan. Cách đây gần 10 năm, mẹ có một người bạn là bị đau, mà con biết người già là họ ít đi khám lắm, thì đưa xuống trung tâm ung bướu xét nghiệm mấy ngày á, thì cái ngày nhận kết quả cũng là ngày mẹ đi xuống thăm bạn mẹ luôn. Và khi mẹ bước chân xuống cái viện ung bướu lúc đó, mẹ giật mình một cái vì mẹ thấy những cái ánh mắt, mẹ nhìn thấy những ánh mắt đó, tự nhiên trong lòng mẹ có một cái gì đó khó nói lắm, mẹ nói rất khó nói. Thì mẹ nghe tiếng bé, một đứa bé khóc nữa, một đứa bé khóc một cách đau đớn. Và gần người đó là một cái bồn hương nghi ngút khói trước khoa nhi của ngày xưa của bệnh viện Trung ương Huế. Lần đầu tiên mẹ khóc cái thân phận của một người bị ung thư. Mẹ thật sự cảm giác rằng là mình phải gắn bỏ cuộc đời mình với một người bị ung thư. Và mẹ nói nhỏ nhỏ, mẹ chắp tay mẹ nói nhỏ nhỏ là xin ơn trên giúp con để con có đầy đủ những cái gì mà con có thể được, sức lực, tiền bạc để con giúp cho những người bị ung thư cả đời. Và mẹ bước chân qua làm từ thiện từ những ánh mắt và từ tiếng khóc của bé. Chín mấy chín thành tâm cái khoản tiền lời mẹ chưa một phần rất nhỏ cho cuộc đời của mẹ, ví dụ lời bao nhiêu là mẹ góp vô cho việc từ thiện. Cho nên số tiền mẹ đi á, nếu nói cho hiện giờ là rất lớn. Là khi mẹ vẫn còn có sức lực, vẫn còn muốn bán thì mẹ vẫn tiếp tục làm công việc đó cho đến khi mẹ không còn có thể được thì mẹ trao lại cho cháu mẹ. Và trước khi mẹ có đời thì mẹ cũng tâm tội là những cái gì mẹ có được thì hãy tiếp tục công việc mà mình. Hiện tại ở đây chúng tôi đang nuôi 10 em trẻ mồ côi, 10 em trẻ bị bỏ rơi và trẻ có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mà đặc biệt nhất, một trường hợp nhớ nhất để cho tôi phải nhớ mãi, đó là trường hợp của em Hoàng Ngọc Bảo Châu. Đầu năm của năm 28, lúc đó trời cũng rất là lạnh và trời cũng tối lắm rồi. Thì tôi nghe tiếng chó sủa rất là nhiều. Nhưng tôi cứ nghĩ là có ai đó đến mà chưa kịp vào chùa. Rồi tôi ra nhìn thì tôi cũng không phát hiện ra điều gì cả. Và khi khoảng nửa tiếng sau tôi lại nghe tiếng chó sủa lại và đi ra, thì người ta gọi em bé nằm trong một cái bọc khăn để ngay trước cổng chùa ở đây. Và chúng tôi bông vào thì cái đó em cũng lành và tỉnh tại lắm rồi. Em không còn tiếng khóc nữa. Và lúc đó chúng tôi bế em vào.
một chuyện xảy ra mà có lẽ là tôi phải nhớ mãi. Tôi nghĩ rằng nếu như hôm đó mà tôi không phát hiện ra kịp, nếu như chậm trễ đi một chút thôi, thì bây giờ em sẽ không còn ở đây nữa. Và sau này cũng có những trường hợp mà bị bỏ rơi trước cổng chùa, cũng có những trường hợp là bố mẹ ly dị, con không ai nuôi cả đem tới gửi cho tôi, cũng có những trường hợp là mẹ bị cái dạng như là tâm thần rồi lỡ có em bé rồi cũng gửi cho chúng tôi nuôi. Và những đứa trẻ mà có bố mẹ mất đi rồi thì có giấy khai sinh rồi thì vẫn để được như vậy. Còn có một số cháu là mang họ của cô và lấy là quê quán tại Hiền Lương này luôn, không biết từ đâu không biết, nhưng mà trong cái giấy khai sinh là mang là quê quán Hiền Lương. Động lực để mà cô làm được cái công việc thiện nguyện này thì xuất phát từ tâm từ bi của một người con Phật. Tại bởi chúng tôi là một người xuất gia, luôn luôn có hạnh nguyện là luôn đem tâm mình ra để cứu độ chúng sanh. Chúng tôi tự nghĩ là trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Từ đó chúng tôi đem hết tình yêu thương của mình với một vị tu sĩ, với một người con Phật để yêu thương các cháu đến bây giờ. Ngoài cái hoạt động mà chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại chùa Hiền Lương như thế này, thì bên cạnh đó chúng tôi còn làm những công việc thiện nguyện, những công việc từ thiện. Như hàng năm Tết, rằm tháng 4, rằm tháng 7 thì chúng tôi đều có tặng quà đến cho các người già neo đơn, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng thường xuyên tặng học bổng cho những em học giỏi mà mồ côi. Mỗi khi mà có thiên tai bão lụt đến thì chúng tôi luôn luôn treo ghé đi tặng quà cho những người mà đang bị ngập lụt. Và bên cạnh đó nữa thì cứ hàng tháng, mỗi tháng thì chúng tôi lại làm 500 hộp cơm để tặng đến cho các bệnh nhân và người nhà ở Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 ở đây. Nơi nào cần thì chúng tôi đến. Cuộc đời đi học của mình thì cũng có nhiều thầy cô để lại cho mình những cái ấn tượng. Tất nhiên mỗi thầy cô đem đến cho mình những cái tình cảm, những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng có một người cô, tức là mặc dù cô không phải là lên bục giảng trực tiếp, vẫn lặng lẽ âm thầm ngày đêm gửi giáo chữ cho các em nghèo. Và chính tôi cũng đã rất là may mắn để học cô cách đây khoảng 10 năm. Hình ảnh của cô giáo là cứ để lại trong tôi rất là nhiều xúc cảm, rất là nhiều tình cảm. Đặc biệt tôi rất là ấn tượng đó là cô Trần Thị Bê, và năm nay cô đã 93 tuổi. Yêu cho lắm, ông cho mà nghỉ ngay là buồn, nhớ, thích dày thôi. Cô cũng không phải là trải qua một lớp sư phạm nào cả, thực ra là cô làm bưu điện. Nhưng mà sau khi nghỉ hưu, bằng cái tấm lòng, bằng tình yêu thương và sự quan tâm đặc biệt đến các em học sinh, sinh viên, thì cô đã mở lớp dạy miễn phí, gọi là lớp dạy thiền nguyện. Thực ra thì cô cũng không phải là một người khá giả về kinh tế. Cô B là một người mà rất là nghèo về vật chất, nhưng rất là giàu có về tâm hồn, về tình cảm và về tình thương. Ở cô hiện nay có rất là nhiều bức ảnh hoặc là những cái tấm bưu thiếp, những cái tấm card mà ngày 20 tháng 11 hay là 18 tháng 3 hay là dịp năm mới, học trò của cô
bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu năm gửi vào đó những cái lời chúc, những lời tâm sự và kể cả những lá thư. Giờ đã ổ mau rồi nhưng cô trân trọng, cô nâng niu, cô cất giữ. Và cứ một lần buồn, cứ một lần nhớ học sinh là cô đem ra ngẫm nghĩ và đọc lại. Và chính bản thân cô cũng tâm sự tôi rằng cô rất là xúc động. Và cô như được sống lại về những cái tháng ngày, về những học sinh từng khuôn mặt một trong bức ảnh, trong những cái bức cạc hoặc là trong những cái lá thư đó. Điểm 10 để tặng thầy cô. Điểm 10 để gửi lời yêu kính thầy. Tất nhiên nhiều lúc cũng mong muốn được cô phải nghỉ ngơi à, bởi vì thầy cô cũng sức khỏe cũng không phải là không phải là cô khỏe lắm à, nhưng mà cô vẫn cứ nói rằng là khi mà quá yếu mình. Vậy thì tôi cũng mong muốn cô sức khỏe, cô sống được nhiều năm hơn nữa để luôn luôn gần gũi bên các em. Chưa học trò đáng cầu cho 200 tuổi để dạy tụi con. Mẹ cô thích sống, chú các học trò trời cháu sao trò. Danh hiệu phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng năm 2022 lần thứ nhất với mục đích là nhằm phát hiện, tôn vinh và vinh danh những phụ nữ trong thời gian vừa qua đã làm những việc làm hết sức có ý nghĩa vì cộng đồng. Từ những cái việc làm ý nghĩa đó để lan tỏa giá trị sống tốt đẹp đến với cộng đồng, đến với người dân thông qua các lĩnh vực trên đời sống xã hội. Ngoài ba gương mặt quý vị vừa xem trong phóng sự thì cũng có rất nhiều cô, rất nhiều mẹ, rất nhiều chị đã cống hiến hết tâm huyết của mình với cộng đồng. Có thể kể đến cô Huyên Tôn Nữ Thị Lai, một người phụ nữ đã nhận được một lần hiến máu và từ đó xuất phát từ cái tâm này thì đã hiến máu với 42 lần trong khoảng thời gian của chị. Cô Tôn Nữ Quỳnh Hương với bảo trợ học sinh nghèo 13 năm, trong đó có 135 em được phát hiện và được giúp đỡ. Cô Bạch Thị Ngọc Hạnh với 42 năm từ nguyện dạy học cho trẻ em ở vùng Vàng Đo, khu tái định cư. Trong đó gửi với 1.000 học sinh đã được dạy học miễn phí. Và cũng có thể kể đến như bà Trần Thị Lộc cũng đã 20 năm với phong trào hiến máu tình nguyện với 43 lần hiến máu. Cô Nguyễn Thị Hồng Phúc, trong thời gian vừa qua, cô đã có 5 năm mở các lớp học tình thương xóa mù chữ cho trẻ em mồ côi, vận động thành lập tủ sách tình thương khoảng 500 đồ sách và thường xuyên nấu nồi cháo tình thương tại các trung tâm y tế của huyện Phú Lộc. Cô Huỳnh Thị Diệp đã hơn 30 năm có hỗ trợ cho 200 học sinh nghèo ở trọ miễn phí trong chính ngôi nhà của mình. Cô Hoàng Thị Kim Khẩn, cô đã viết thư kêu gọi học bổng cho 40 học sinh với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng trong thời gian vừa qua. Những tôn vinh, những gương mặt của phụ nữ Thừa Thiên Huế tiêu biểu cộng đồng hàng năm là một trong những sáng kiến là để biểu dương những cái hoạt động hết sức ý nghĩa, hết sức nhân văn của những người phụ nữ hết sức bình thường. Họ đã cống hiến rất nhiều việc để giúp cho cộng đồng
giúp cho xã hội thông qua những việc làm hết sức bình thường hàng ngày của họ. Những cái đóng góp quan trọng của họ đã làm nên những cái kết quả hết sức quan trọng, thúc đẩy cái tình yêu thương trong cộng đồng, rồi nuôi dưỡng cái lòng biết ơn, và đặc biệt là giáo dục cho mọi người dân tầng lớp xã hội có ý thức hơn nữa, chia sẻ hơn nữa những cái khó khăn vất vả của những người dân còn có những cảnh khó khăn trong cuộc sống. Trong đời sống xã hội thì còn rất là nhiều những gương điển hình tiêu biểu, mà đây là những bông hoa giữa đời thường mà họ đã góp phần làm cho vườn hoa của đời sống ngày càng rực rỡ và lung linh hơn. Như là nhạc sĩ Trần Phương Sơn có nói, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để Phúc thực hiện ước mơ là đem niềm vui và hạnh phúc đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn. Mục đích của cô lệ học trò ngày càng giỏi hơn để giúp gia đình, giúp quê hương, giúp đất nước. Biết mình có sống đến ngay nữa không, để mà mình hẹn hò, bởi vì làm thì việc là mình làm. Là mình nghĩ là mình là người phụ nữ Huế, chịu thương chịu khó. Tất cả chúng ta không thể ai cũng làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm một điều vĩ đại với một cái công việc nhỏ bé của tình yêu vĩ đại là mình sẽ làm được. Và mình mong rằng lan tỏa hình ảnh đến tất cả mọi người, và chúng ta để san sẻ cộng đồng tốt hơn.